Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin 9 nghị viện liên minh đối phó Đảng Cộng sản Trung Quốc lâm nguy. Bài báo của Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, một nhóm các nhà lập pháp phương Tây đã tuyên bố thành lập một liên minh để có lập trường cứng rắn hơn với Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua chiến lược tập thể. Nhóm này có tên là Liên minh Quốc hội Đa quốc gia về chính sách đối phó Trung Quốc, viết tắt là IPAC. Đây là hình ảnh 18 nghị sĩ đến từ 9 nghị viện tham gia của IPAC. Liên minh được thành lập trong bối cảnh một số nước phương Tây bày tỏ lo ngại về kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, cũng như những chỉ trích cho rằng Trung Quốc thiếu minh bạch trong đại dịch về viêm phổi Vũ Hán. IPAC hiện gồm 18 nghị sĩ có thái độ hoài nghi về Trung Quốc đến từ cơ quan lập pháp của 8 quốc gia gồm Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Úc, Canada, Na Uy, Thụy Điển và một tổ chức quốc tế là Nghị viện châu Âu. Liên minh trên cho biết họ sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực hoạch định chính sách liên quan đến Trung Quốc, bao gồm bảo vệ trật tự dựa trên các luật lệ quốc tế, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy công bằng thương mại, phát triển các chiến lược an ninh bổ sung và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trong một tuyên bố chung, các thành viên của IPAC nêu rõ, Trung Quốc hiện là một thách thức toàn cầu, các quy tắc dân chủ giúp chúng ta tự do và an toàn hiện chịu áp lực lớn hơn. Trật tự dựa trên các luật lệ cũng đang bị ảnh hưởng, và điều này không thể cứ tiếp diễn mãi mà không bị ngăn cản. Không quốc gia nào phải tự chịu gánh nặng này. Liên minh này cũng cho biết thêm, nhiều thành viên khác được kỳ vọng sẽ gia nhập. Và đại diện IPAC đến từ Hoa Kỳ là hai thượng nghị sĩ Marco Rubio và Robert Mener. Đây là hình ảnh thượng nghị sĩ Marco Rubio trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 10 năm 2019. Ông Rubio nói, cách mà chúng ta phản ứng với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cùng nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm định hình lại toàn cầu chính là câu hỏi về chính sách đối ngoại của chúng ta hiện nay. Ông Rubio đóng vai trò là đồng chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc, một ủy ban có ảnh hưởng được thành lập vào năm 2000 để tư vấn cho Quốc hội và chính quyền Mỹ về các vấn đề liên quan đến quyền con người và pháp quyền ở Trung Quốc. Nghị sĩ Robert của Đảng Dân Chủ hiện là thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ. Vào năm 2013, ông đã cùng các nghị sĩ của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ soạn ra một bức thư kêu gọi Trung Quốc không triển khai vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông, trong đó có quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Bức thư cũng đã khẳng định các hoạt động của Bắc Kinh đe dọa đến lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ. Và vào năm 2016, nghị sĩ Medenser cũng lên án và cáo buộc Trung Quốc đang tìm cách thống trị Biển Đông và đề xuất chính phủ Mỹ cần phải thể hiện một quan điểm cứng rắn hơn. Theo ông Medenser, sức mạnh thực sự của Mỹ chỉ có thể được thể hiện đầy đủ và hiệu quả khi được bộc lộ trọn vẹn. Ông nói, từ lâu Trung Quốc vẫn luôn theo đuổi chính sách hiếu chiến và bành trướng của mình, trong khi Mỹ chỉ đóng vai trò là người quan sát hoặc khá hơn là người phản đối mà chưa thực sự hành động. Ông cũng là một trong những 4 nghị sĩ Mỹ đề trình dự luật về tiêu đề Luật về sáng kiến an ninh hàng hải châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2016 nhằm thúc đẩy việc nỗ lực của các đồng minh tăng cường an ninh cho khu vực cũng như mở rộng các hoạt động quân sự của Mỹ tại đây để thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Ông Rubio và Mendenhall là những người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc tại Quốc hội Mỹ. Đây là hình ảnh nghị sĩ Robert Mendenhall của Mỹ. Và họ đã thúc đẩy nhiều nỗ lực lập pháp tại Quốc hội Mỹ hiện nay để đối đầu với Trung Quốc về nhiều vấn đề, trong đó có việc Trung Quốc giam giữ người dân tộc thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương, cho đến việc tước bỏ dần dần quyền tự trị của Hồng Kông. Họ cũng đưa ra luật vào năm ngoái, dự luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc về việc giam hàng triệu người, Ngô Duy Nhĩ và nhóm sắc tộc Hồi giáo khác. Và dự luật này gần đây đã được lưỡng viện thông qua và chờ chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai ông cũng là thành viên của một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng chịu trách nhiệm trình đạo luật ngân sách và nhân quyền và dân chủ Hồng Kông vào năm 2019, đòi hỏi sự giám sát cao hơn về quyền tự trị của Hồng Kông đối với Trung Quốc đại lục, được ký thành luật vào tháng 11. Và theo luật này, Ngoại trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hồng Kông còn duy trì được quyền tự chủ hay không để đặc khu được hưởng ưu đãi thương mại từ Mỹ. Nếu Ngoại trưởng Mỹ không chứng nhận được điều này,
Quốc hội Hoa Kỳ có thể thu hồi cơ chế thương mại đặc biệt của Hồng Kông. Điều này có nghĩa là đối xử với Hồng Kông tương tự như với Trung Quốc đại lục trong giao thương và các vấn đề khác. Mới đây, ngay trước thời điểm các nhà lập pháp Trung Quốc thông qua đạo luật sẽ nới rộng luật an ninh quốc gia mờ ảo của đất nước này sang Hồng Kông vào ngày 28 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã chứng nhận trước Quốc hội rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện để được hưởng quy chế ưu đãi đặc biệt theo luật pháp Hoa Kỳ. Và đại diện của Đức trong nhóm IPAC là Michael Brandt, người phát ngôn về nhân quyền của Đảng Liên minh Dân chủ Kitô giáo của Thủ tướng Angela Merkel. Đây là hình ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc vào ngày 6 tháng 9 năm 2019. Và trước đây, ông cũng đã lên tiếng phản đối sự khom lưng cúi gối của Đức trước Trung Quốc. Ngoài ra, còn ông Reinhard Bukofoed là cựu Chủ tịch Đảng Xanh và là thành viên Nghị viện châu Âu. Đề cập đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Bukofoed đã nói, Trung Quốc của ông Tập kết hợp với các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống tại nước mình với những nỗ lực định hình lại trật tự thế giới theo tham vọng bá quyền. Một điều mà thập kỷ vừa qua dạy chúng ta là không một quốc gia nào có thể một mình bảo vệ sự toàn vẹn của trật tự quốc tế. Trước đó, truyền thông Đức vào hồi tháng 4 dựa trên một tài liệu lưu hành nội bộ của Bộ Ngoại giao Đức cho biết các quan chức cấp cao và nhân viên của các bộ của Đức được mời phát biểu với những cụm từ tích cực về cách xử lý virus corona của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đức đã khuyên cáo tất cả các cơ quan chính phủ từ chối lời đề nghị trên. Và tại châu Âu, Đức là nước có quan hệ thương mại lớn nhất với Trung Quốc và cũng được coi là đối tác châu Âu được Trung Quốc coi trọng nhất. Trong thời điểm hiện nay, quan điểm của chính phủ Đức đối với Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến phản ứng của châu Âu đối với Trung Quốc, không chỉ vì Đức là cường quốc kinh tế số 1 của châu Âu, mà còn vì Đức sẽ là nước sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu trong nửa năm sau, nửa năm 2020. Và đại diện đến từ Anh trong IPAC là Lynne Duncan-Smith, cựu chủ tịch đảng bảo thủ và cũng là người sáng lập IPAC. Đây là hình ảnh cựu chủ tịch đảng bảo thủ Anh Lynne Duncan-Smith, người sáng lập liên minh mới IPAC. Ông Smith cho rằng những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông và Hồng Kông kể từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát cho thấy phương Tây đang đối mặt với thái độ mới từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cần phải thích ứng nhanh chóng. Ông Smith cảnh báo những diễn biến gần đây cho thấy chính phủ Trung Quốc không còn quan tâm tới ngoại giao chung mà đang sử dụng sức mạnh để dọa dẫm những nước khác. Và phản ứng trước luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, chính phủ Anh mới đây cũng đã tung đòn hiểm hóc vào Trung Quốc. Đó là đích thân Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo Trung Quốc là nếu Bắc Kinh thực thi luật mới này thì chính phủ Anh sẽ tạo mọi điều kiện về pháp lý thuận lợi để khoảng 3 triệu người dân hiện đang sống ở đặc khu hành chính của Trung Quốc có thể dễ dàng nhập quốc tịch Anh. Và bên cạnh đó, sự tham gia của hai nghị sĩ đến từ Na Uy cũng thu hút được sự quan tâm của dư luận. Đây là hình ảnh giải thưởng Nobel Hòa Bình được đặt trên chiếc ghế trống dành cho ông Lưu Hiểu Ba. Bên trái là Chủ tịch Ủy ban Nobel Jack Lang và bên phải là bà Kuman, một thành viên trong ủy ban. Hồi đầu năm ngoái, cơ quan cảnh sát tình báo Na Uy, viết tắt là PST, đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc đánh cắp thông tin từ các website của Na Uy thông qua công nghệ được cung cấp bởi Huawei. Trong đánh giá an ninh thường niên của PST đã đưa ra điều đó. Bà Maria, giám đốc của PST cho rằng luật pháp của Trung Quốc yêu cầu các cá nhân và công ty tư nhân như Huawei phải hợp tác với các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Na Uy Tom Baker đã thông báo về kế hoạch triển khai các biện pháp nhằm giảm khả năng bị tấn công của hệ thống mạng nước này với nhận định những máy chủ của Huawei là mối đe dọa của an ninh quốc gia. Và chính phủ quốc gia Bắc Âu này đã tìm cách để ngăn cản các nhà mạng lớn nhất của nước này là Telenor, Telia và ICE trong việc lựa chọn các thiết bị viễn thông được cung cấp bởi Huawei. Trước đó, vào cuối năm 2016, Trung Quốc và Na Uy đã quyết định bình thường hóa quan hệ, nối lại đàm phán song phương và thương mại sau 6 năm đóng băng quan hệ. Vào năm 2010, Trung Quốc đã phản đối mạnh mẽ việc Ủy ban Nobel của Na Uy trao giải Nobel Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba, người đang thụ án 11 năm ở Trung Quốc vì tội âm mưu lật đổ chính quyền. Bắc Kinh cho rằng giải thưởng phương hại đến quan hệ Trung Quốc và Na Uy. Các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 với bản tin 9 nghị viện liên minh đối phó Đảng Cộng sản Trung Quốc lâm nguy.
Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.